các bạn những người đang xem nha. Hôm nay trên đường mình đi quay máy cắt sẵn gặp cái anh này đang đẩy tô, mình quay chút xíu cho các bạn xem nha. Tô này cũng dài các bạn ơi, một bên tầm 6 mét nha các bạn. Khoảng cách cây côn này, cái sắt này các bạn, cái này tầm 2 tấc 10. Giờ cái côn này chắc cũng 1m8, 1m6 bây giờ. Nằm dưới nước, xả xuống dưới nước các bạn. Khi nào cái sắt này nó đụng vô con cá thì con cá nó chuối nha mọi người. Nói chỉ cho những người chưa biết thôi, mấy người mà những người mà biết rồi thì thôi ha. Rồi, có cá rồi các bạn ơi. Cá rồi. Xem anh nuôi mày có không nha. Này chơi thủ công hoàn toàn nha các bạn, không có chơi sẹt bọng gì nha. Cá nhỏ à, cá lóc nhỏ. Mấy anh này là anh đi là suốt ngày luôn các bạn. Ông lên đồng này, ông chạy hồi giáp đồng cái ông dở côn để xuống ngay vỏ rồi ông đi chạy đồng khác đó nha các bạn. Nếu mà có cá là ông gần hoài luôn mà không có cá ông đi nữa. Nữa rồi ta, nữa rồi các bạn ơi, ô ma với ta, ô con này bự nữa các bạn, con này bự hơn con hồi nãy nè, này bắt cá lóc không nha mọi người, cá rô cá chuối nhưng mà không có bắt đâu, bắt cá lóc không các bạn ơi. À, bị che ngọc điện rồi trời.
Giờ này tầm khoảng đâu 6 giờ các bạn ơi, trời nó chưa có nắng này, mình ra quay nó hơi tối. Đồng mình đang qua miếng bên kia luôn rồi mọi người ơi, qua bờ qua bên đây lại.